Đấy, ở bên trong này còn đã bắt đầu từ cái sung khá là già này đi. Cây nào cũng đáng trân trọng cả. Rúi. Số những cây rúi rất hay. Rúi là một cái cây rất phổ biến ở Việt Nam mà làm bonsai rất đẹp và rất dễ trồng, rất dễ tạo tác cũng như vào đá. Nó là một thế mạnh của bonsai Việt Nam nhưng mà chưa được vị thế được như xanh, nhưng mà nó là một cây thế mạnh của bonsai Việt Nam. Cây này vặt dạng đẹp với đổ khá hay. Quả vặt ra thì các bác sẽ nhìn thấy răm của nó và đường chạy, để thì các bác sẽ nhìn thấy sự xung xuê đầy đặn của một cái cây hoàn thiện. Đấy hay. Con đấy với con này ngày xưa bên vườn anh Dũng này. Ngày xưa đâu đấy 25 triệu. Cách đây mấy tháng. Cái anh ấy mà anh để vẫn để vườn anh để đây khác rồi. Cái này cái bên kia. Rồi. Mình cũng may mắn được biết hết những cây, một số cây mini, một số má ở đây. Ngày xưa cũng được sờ, có thậm chí là sở hữu. Đó. Bây giờ thì mình điều kiện không được như người ta. Thứ hai là cũng lười đi chơi chứ. Cho nên là cây cối mà ở mình thì chẳng ai nhìn ra đâu. Cũng không đưa nó lên tầm. Đấy, ví dụ cây này. Cây này là một cái cây ngày xưa em cũng đại loại là con duyên sở hữu rồi, nhưng mà lại thôi. Cách đây có mấy tháng thì không phải ngày xưa gì đâu. Đây đúng sau Tết. Sau Tết ra là vườn nhà Hùng đến là rũ ra. Rũ cả rễ, lúc ấy nó còn trong cái vòng cái chậu nhỏ trong này này. Và trồng một lượt chậu nữa ở ngoài. Đấy, thì lúc ấy cây thì em bị 150 triệu lúc. Không, cây gần kia, cây là cây khác. Cây này thì nhiều tiền hơn, lúc đấy em... Nhưng mà cây này thì lại chưa người trả tiền, bây giờ cao nhất thì lại đang sở hữu là có 70, đâu đấy gần 70 triệu. Còn cây kia thì... Đấy, cái cây trên chậu đá kìa. Đấy thì là cũng có một vài cây là mình ngày xưa là... đã sở hữu. Là nó quanh đây rồi. Đấy, cây này lại đẹp, đẹp. Cây này thì chưa chính thức sở hữu, nhưng mà có duyên sở hữu nhưng mà không tới tay. Gặp lại hai tình yêu, video bên kia là tình yêu thứ nhất, video này là tình yêu hụt, video kia là tình yêu đã ở với mình, khó khăn với mình. Cây mini rất đẹp. Thì hôm nay nó đều có mặt ở đây. Nó là những cây số má đều có mặt ở đây hết. Anh em miền Bắc là ra đây hết. Nó không có cái khu lộn nhộn chợ búa, nên các bác xem nó rất là, nó kiểu như một không gian văn hóa.
Đúng là vài người có uy tín mới tổ chức được ra cái cuộc chơi này. Các bác anh Hậu thì anh rất là uy tín và anh có những cây rất là đẹp. Anh lại là chủ tịch cái hội bonsai cây cảnh 7980 ấy. Đấy. Thì rất được lòng mọi người. Và anh cũng có cái không gian khu trưng bày bên Chiều Khúc này. Đấy, cây đẹp, người có uy tín, có không gian. Thì tất sẽ thành công thôi. Anh em nào cũng muốn hướng tới có một cái để tổ chức được ra một cái như này không hề đơn giản. Ngoài tiềm lực ra còn là uy tín nữa, quá uy tín, anh em mới đến mình, mới đem cây đến mình để trưng bày. Cái xì rất là hay. Đổ xuống đây rơi, những tưởng cái xì rơi lên đây lại vòng lên, lại không có cái dễ ăn lên đây. Đấy, rất sạch. Đó. Bên ngoài là những cái cây phôi hoặc là những cái cây của anh Hậu bày bên này, đang dưỡng bên này rất là nhiều. Anh em đến thì nên tham quan ở khu vực này. Đấy, như vậy là cố gắng đi qua hết một lượt. Còn một ở trên mái nữa, trên mái thì ngày xưa cũng quay sơ sơ rồi. Trên đấy có những cây của anh Hậu rất đẹp. Các bác xem lại cái video hậu cây tiểu quán ấy. Ở đấy tôi xin lỗi các bác, tôi không có nhớ cái địa chỉ để gửi cho các bác. Đây, có cái cây này cũng rất đẹp, tôi đã từng biết. Nhìn nhận ra ngay các bác. Rất đẹp. Đó. Nhìn nó thì nhận nó ra ngay. Những cây đẹp thì làm sao mà quên được. Sao mà quên được. Lại bị ngược sáng, nó tức tối. Cây này thì cũng quen mắt với nhiều người.
cậu đang ngồi kìa, đang cầm cái điện thoại kìa. Vườn chán rất cao. Rồi các bác nhé, khu vườn bên trong của anh đây, cố gắng vào xem và lên tận trên mái các bác nhé. Tôi xin phép dừng quay đấy, mấy anh em đang đợi. Cảm ơn các bác nhé, cố gắng đến giao lưu và xem học hỏi các bác nhé. Xin được cảm ơn các bác.